Bác sĩ ơi, em uống cái này mãi mà da em không trắng, không sáng được. Mà em nghĩ rằng là mình chẳng cải thiện được đâu. Em buồn và cô đơn lắm. Có gì đâu mà cô đơn. Các bạn nghĩ rằng như này, ai trên đời này chẳng mong muốn da mình trắng sáng hơn. Bác sĩ Hiếu cũng như vậy, nhưng mà mình thực ra cũng không thích lắm. Nhưng mà mình biết rằng khả năng cải thiện của mình đến đâu thì mình sẽ có sự nỗ lực tương ứng để bù đắp lại những cái mình còn thiếu các bạn ạ. Điều thứ nhất, các bạn để xem là típ da của mình. Nếu như mà típ da mình là típ da cứ so với bác sĩ Hiếu, nếu chị em nào mà trắng sáng hơn bác sĩ Hiếu thì comment số 3 xuống bên dưới. Số 3 có nghĩa là trắng hơn mình dùng típ da số 4. Ai mà sáng hơn rất là nhiều thì có thể là số 2, tức là da ngoài nắng mình hay bỏng một chút. Ai mà còn ngang bác sĩ Hiếu thì comment số 4 mạnh dạn lên không sao cả. Còn nếu như mà còn sẫm hơn cả mình thì comment số 5. Nếu như các chị em thuộc số 3, số 4 thì có nghĩa là mình còn có cơ hội sáng lên một cách cải thiện rõ rệt, và có thể là sau 1 tháng, 2 tháng người khác gặp lại nhìn có thể khen ô sao dạo này mình sáng thế, sao dạo này nhìn xinh thế. Nhưng mà nếu số 5, chúng ta thuộc nhóm mà còn sẫm hơn bác sĩ Hiếu rất là nhiều, số 5 thì có nghĩa là việc cải thiện vô cùng khó khăn. Như vậy chúng ta trước khi làm việc gì phải luôn xem là năng lực của mình có thể cải thiện được đến đâu. Bác sĩ Hiếu không cổ suý cho việc đó, nhưng có nghĩa là như này, điều số 2 là mình cải thiện những cái điều tốt nhất đến hơn cho mình. Các chị em cũng thấy rằng là không chỉ là mỗi da sáng mới là đẹp, chúng ta còn có thể là có thân hình bốc lửa, có 3 vòng 90, 60, 90, rồi chúng ta có khéo ăn nói, đầu tóc gọn gàng, lông mày, thần thái chúng ta nhìn rất là thu hút, thì cũng có thể là giúp cho mình tự tin và yêu đời hơn. Tại sao cứ phải phấn đấu cho cái làn da sáng làm gì? Đều màu, khỏe, đẹp, sạch đã là ok rồi các chị em ạ. Điều thứ ba đó là chúng ta quan sát lại về gia đình mình, bố mẹ, rồi chỗ chúng ta sinh sống. Nếu như mà chúng ta ở khu vực vùng ven biển, đúng không, gọi là gái miền biển, thì da phải gắn nắng nó mới xinh đẹp. Rồi gái miền núi thì có thể da nó hơi trắng hơn một chút. Có nghĩa là khu vực của mình cũng sẽ ảnh hưởng đến cái làn da của chúng ta. Nếu như mà mình thực sự quá là thích một cái làn da đẹp như thế thì có thể là chuyển sang các khu vực khác để mình có làn da đẹp hơn. Còn ở hiện tại những nơi mình sinh sống, các bạn tránh nắng tối đa, dùng kem chống nắng bảo vệ, bổ sung thêm viên uống, thì đây là hai cách đơn giản nhất. Và nếu như các bạn muốn biết thêm các cách chuyên sâu, có thể follow kênh của CEO và đón xem các video mới nhé. Muốn da sáng thì bôi C, hay là mình uống C, hay là chọn cả hai, đâu là phương án tốt thì nó xíu cho video nhá. Uống ấy thì là bổ trong, còn bôi thì là bổ ngoài. Thế bạn muốn bổ trong hay bổ ngoài, cả hai chứ còn gì nữa. Quá chuẩn luôn. C uống thì mình uống theo lộ trình 2 tháng nghỉ một, tổng lộ trình là 3 tháng thì uống trong 2 tháng thôi. Một viên là 500 mg. C này là C dạng este, dạng muối, nó sẽ ít chua, đỡ chua hơn, hấp thu tốt hơn, không phải C thông thường. Các bạn bẻ viên này ra nếm nó sẽ không thấy chua hoặc là rất ít chua. Còn C dạng bôi thì làm sao, nó sẽ tác dụng tại chỗ của mình. Ví dụ mặt mình hơi sạm đúng không, mình lấy vitamin C, đây là C 10%, các bạn sẽ bôi vào buổi sáng, buổi tối hoặc là cả hai đều được hết. Hiệu ứng của C sẽ sáng sau khoảng tầm 1 đến 2 tháng. Thế nên viên uống nó sẽ giúp cho mình sáng cho giai đoạn đầu tiên để các bạn đỡ bị lò và mình thấy có hiệu quả sớm hơn. Còn cái C này sau 2 tháng nó bắt đầu sáng rồi đúng không? C này nó sẽ phát đi ở đỉnh tác dụng, thì gộp cả hai loại thì mình sẽ được sáng ít cho hơn. Wow. Nên câu hỏi là sáng da nên uống hay bôi thì cả hai nhé các bạn. Đừng quên follow us yếu để biết thêm các kiến thức về da. Ngày xưa ốm thì là cân đường hộp sữa, bây giờ mà ốm mà đi thăm nhau ấy, thì là giỏ hoa quả đúng không? Nhưng có một cách để bổ sung vitamin C từ hoa quả nhanh hơn, đó là bổ sung các loại viên uống như này. Oh my god! Wow! Nhưng không phải C nào cũng giống nhau. C sủi, viên uống C bình thường, một điều đơn giản các bạn nếm. Với những loại C thông thường ở dạng L-ascorbic acid, nó sẽ có vị rất là chua. Cái vị đó cảm giác sộc lên ngay và mình cảm thấy chua gắt. Nhưng với viên C này thì nếm nó sẽ không còn nhiều chua nữa, rất là ít, chỉ hơi chua nhẹ nhẹ thôi. Khá ngon. Wow. Tại sao lại như vậy? Thành phần của loại C bác Siêu đang chia sẻ với các bạn đó là C của Sinlac Skin, có thành phần chính là Calcium Ascorbate và Magnesium Ascorbate, hay còn gọi đây là C dạng muối, và thị trường hay gọi là gì? Là Este C. C này có hàm lượng ở 500 mg, vì dạng muối nên khả năng hấp thu sẽ cao hơn, đặc biệt là ít cảm giác chua và ợ chua cũng như là trào ngược trong quá trình sử dụng. Vậy thì C này nên dùng khi nào? Các bạn có thể bổ sung theo lộ trình là 2 tháng và mình nghỉ 1 tháng, tức là uống 2 tháng liên tục và nghỉ 1. Mỗi ngày chỉ cần 1 viên thôi, 1 viên là đủ. Mỗi 1 viên này sẽ có hàm lượng là 500 mg và bạn dùng liên tục trong 2 tháng. Bạn có thể uống ở trước bữa ăn hoặc là sau bữa ăn, nhưng trước bữa ăn 30 phút hoặc sau bữa ăn 2 tiếng sẽ là thời điểm hợp lý nhất. Đau dạ dày có dùng được không? Câu trả lời là có thể sử dụng được. Ợ chua dùng được không? Cũng có thể dùng được. Và ai là người nên dùng? Cơ thể hơi ốm này,
xanh xao này, cảm giác khó ăn này, kém ăn này, muốn da trắng hơn trong quá trình xử lý nám, thâm mụn hay là tàn nhang, thì mình sẽ dùng theo đợt, mỗi đợt là 2 tháng nghỉ một, một năm mình dùng khoảng 3 đợt là ok. Có cần bổ sung thêm các loại khác không? Tùy vào vấn đề của da mình lại có rất nhiều nhóm bổ sung, nhưng trước mắt thì C đã là một lựa chọn tương đối tốt rồi. Order như nào hãy bấm vào trong giỏ hàng hoặc là nhắn tin cho bác Xíu nhé. Xin chào, bye bye.